Quốc Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2017. Thanh Luân trân trọng giới thiệu quý vị bộ bàn ghế chuông đào, hay gọi là vuột đào hay chuông đào cũng được, bằng gỗ vụn. Được Quốc Thanh Luân chúng tôi đã hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị bốc hàng lên xe để đi bàn giao cho gia đình chú khách hàng ở Thái Bình. Và chú ngày hôm nay thì chúng tôi là ông bàn giao cho gia đình nhà chú rất rất nhiều các mặt hàng và điển hình như có bộ trường kỵ Huế được tích ngũ lân bằng gỗ vụn ta Quảng Bình, bộ sập cẩm lai mặt một lá và sập vụ cộng với lại sập ba thành bằng gỗ vụn và bàn ghế ăn và rất nhiều các cái mặt hàng khác. Thì ngày hôm nay chúng tôi phải đi hai chuyến xe đầy thì mới hết được cái sản phẩm của gia đình nhà chú ở thành phố Thái Bình. Đây, và xe này chúng tôi cũng đã bốc xếp gần đây rồi và còn tiếp tục một bộ này nữa và rất cần còn rất nhiều các sản phẩm. Vệ sinh xì bụi cho anh tấm tranh này để bọc vào. Ghế ăn lên xe nào cũng được. Đây có ghế ăn bên đây cả mấy cái sập. Đây bộ bàn ghế chuông đào bằng gỗ vụn. Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện xong và chuẩn bị bàn giao cho gia đình nhà chú khách hàng ở Thái Bình. Quý khách có nhu cầu muốn sở hữu các sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 11 0389 hoặc 0972 770 8888. Đi Thái Bình đi cao tốc đi qua gì Đồng Văn. Gọi xe khác đi. Gọi xe lôi xuống. Đồng Văn đi xe lôi được. Đây bộ bàn ghế chuông đào thường gọi là bộ vuột đào cũng được. Và bộ này là gồm có 6 món, một ghế dài, hai ghế đơn và một bàn cộng với hai đôn ngồi. Và bộ này là rất phù hợp với các gia đình có không gian phòng khách nhỏ hoặc là những gia đình có không gian phòng khách như chung cư. Ghế rất chi là phù hợp. Đường nét nó vừa phong cách hiện đại và cổ điển, rất chi là đẹp. Còn Đồng Quốc Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách. Xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Video quý vị đang xem tôi quay tại cơ sở 1 của Đồng Quốc Thành Luân nằm tại đầu làng Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chúng tôi là ngày hôm nay chúng tôi đã đi hai chuyến hàng đây đi thành phố Thái Bình cho một chú khách hàng thành phố Thái Bình và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.